Sáng nay, đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng về công tác đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Hiện nay, theo thống kê, có 75.887 lượt người nước ngoài tạm trú tại thành phố Đà Nẵng, chủ yếu là người Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, với mục đích chủ yếu là du lịch, lao động, thăm thân. Tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2022, có 926 dự án đầu tư nước ngoài FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 3,860 tỷ đô la Mỹ. Công tác thông tin đối ngoại được thành phố tăng cường thông qua các cuộc tiếp xúc, hội đàm, hội thảo, kỷ niệm, các chương trình giao lưu nhân dân, giao lưu thanh niên, sinh viên, học sinh đã tạo nên những kênh thông tin đối ngoại hữu hiệu, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng, thành phố năng động, đầy tiềm năng, thân thiện và mến khách với bạn bè quốc tế. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác với 46 địa phương của 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 95 thỏa thuận đã được ký kết. Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được thành phố, Mặt trận Tổ quốc quan tâm. Trong các chuyến đi công tác nước ngoài hoặc những dịp kiều bào về nước, lãnh đạo thành phố, Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đều quan tâm dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.